Xin được cảm ơn rất nhiều vì chào tay của quý vị. Đây là tặng cho những cô gái xinh đẹp đến từ bốn cảng miền Tây. Phú Yên là lần đầu tiên ra sân khấu biểu diễn thật tuyệt vời. Trong ca khúc ta chào chúng mình nha. Đạt chức long trọng khai mạc nghi thức tiễn mừng. Lời công viên dành cho cô dâu Khả Tú, sinh viên cùng với chú rể thành tâm trong buổi chiều ngày hôm nay. Và lời nói đầu tiên, cho phép biên kịch xin được thay mặt nhà hàng Công Đoàn cùng với hai bên gia đình cô dâu chú rể xin được gửi đến toàn thể bà con nhân viên hai họ, quý công an đồng nghiệp, bạn bè thân hữu xa gần để đến chung vui và chúc mừng cho ngày hạnh phúc trọng đại của hai gia đình chúng tôi trong ngày hôm nay. Lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và lời chào mừng trân trọng nhất của chúng tôi. Kính thưa toàn thể quý vị, các quý, có thể nói tình yêu luôn là một đề tài rất đẹp, rất lãng mạn. Thế nhưng bên cạnh sự lãng mạn và thơ mộng ấy, tình yêu còn là một kho tàng bí mật mà không ai trên cõi đời này có thể hiểu được chiều rộng và chiều sâu của nó. Yêu và được yêu, đó là điều bài khúc thật tuyệt vời trong cuộc đời của mỗi con người chúng ta, là bức và vô giá mà tạo hóa đã ban tặng cho đời người. Trải qua những ngày tháng quen biết, tìm hiểu và yêu nhau, đến ngày hôm nay, tình yêu của cô dâu Khả Tú và chú rể Thành Tâm đã bước sang một trang mới, hạnh phúc hơn và yêu thương nhau nhiều hơn. Và hôn nhân ngày hôm nay là minh chứng cho một câu chuyện tình yêu thật tuyệt vời ấy. Và thưa quý vị, ngay bây giờ, xin mời toàn thể quý vị hãy cùng hướng mắt về cổng chính và cùng nhận những chào phố tay thật nồng nhiệt và liên tục để cùng nhau chào đón đôi uyên ương đẹp nhất của chúng ta. Đó chính là cô dâu Khả Tú và chú rể Thành Tâm. Thưa quý vị, các quý, quý vị trên đài đàn của chúng tôi đó là một bức tranh tình yêu thật tuyệt vời của cô dâu Khả Tú và chú rể Thành Tâm. Xin được ra mắt với toàn thể quý vị, các quý. Kính thưa toàn thể quý vị, bên cạnh sự thăng hoa của việc yêu đôi lứa là đầu vui mừng không tả của những người sinh đàn và những người thân trong gia đình. Và sân khấu ngày hôm nay của chúng tôi sẽ được long trọng và mang đầy ý nghĩa hơn khi được chào đón sự hiện của đại diện hai bên gia đình. Và trước tiên về phía đại diện họ nhà gái, xin được trân trọng kính mời bà Nguyễn Thị Liên là thân mẫu của cô dâu cùng với ông Trần Quốc Luận là cậu của cô dâu. Và cùng với bên sân khấu ngày hôm nay, xin được trân trọng kính mời bà Lê Thị Trung là thân mẫu của chú rể cùng với ông Nguyễn Đình Thị là bác của chú rể Thành Tâm. Một cháu tay thật nồng nhiệt của tất cả quý vị để cùng chào đón hai họ của chúng ta. Chào 110 người yêu. À, chúc cả nhà một buổi chiều thật vui vẻ nha. Và kính thưa toàn thể quý vị, chương trình trên đài đài của chúng tôi xin được long trọng chào đón cô dâu Khả Tú, chú rể Thành Tâm cùng với đại diện hai bên gia đình, xin được trân trọng kính chào đến toàn thể quý vị, lời chào trân trọng nhất của gia đình. Chào cả nhà nhá, vui một tí ạ, chúc cả nhà một buổi tối thật vui nha. Xin được